hai, ba. Đúng. Đúng. Nào hơn tình được nhìn cách tao đổ xăng. Nó gọi là chân tình. Nói về như rap hay là FIFA. Phải mà lọt kia tao tạo cho bạn hình. Tao thân tới lên nhạc sâu sinh. Thằng gái như được lập trình. Trên nhạc anh hình trên truyền hình. Làm mặt tao fan rồi lại tên hình. Nên thằng nhóc còn nít nồi. Chấm chấm gió ít thôi. Nhạc mày rất xa như là Bitcoin. Thằng ơ mày free thôi. Thằng Jam Rowley hay là Richard Milley. Đồng nghiệp mà tao là biết chơi. Đồng phố Dior và Elvis Stock. Kim cương trên cổ hơn tao tuyết rơi. Anh nói em nghe này, cuộc sống như vậy mới là tuyệt vời, không luật lệ, không phải nghĩ cái gì hết.
anh quyết định là không mặc đúng không? Anh đã bảo không mặc là không mặc cơ mà. Đây là vợ tao, mày là thằng nào? Ủa, anh đang quét gì vậy? Quét em ra khỏi trái tim anh. Giờ đây mới cho dừng lại khi tình em cho anh rồi, nhưng nụ hôn anh không còn đậm trên môi. Đưa bàn tay cô níu lại nhưng ngày mưa cứ rơi hoài. Nếu một ngày có lạc mất nhau, em có còn nhớ tại sao ngày trước mình phải bắt đầu? Vài câu nói có vẻ gắt đau, em cũng đừng ngại mà phải lắc đầu. Anh sẽ lắng nghe hết câu chuyện này. Tuy hôm nay đẹp trời nhưng vẫn cảm thấy nó khác thường ngày. Biết rằng là mấy nỗi nhớ sau này vẫn không thể thôi nguôi. Anh mang thời gian đánh đổi vài câu chuyện buồn ở tuổi đôi mươi. Anh biết rằng em đã chẳng không nhung nhớ về những kỷ niệm chuyện tình của xa xưa, nhưng anh vẫn giữ trong lòng những hy vọng, hỏi lòng rằng mình khoảng cách đủ xa chưa. Ừ thì em đã hết thương anh rồi, dẫu biết vậy nhưng chẳng thể ngừng mong. Em ra đi lòng anh nhiều trăn trở như xương chịu nặng chiếc lá vào hừng đông. Anh chẳng thể nói cho em nghe nên gửi tâm tư vào trong một đoạn nhạc, chẳng mong rằng hai đứa sẽ giàu sang cơm trắng dưa kè có nhau dù đạm bạc. Mọi chuyện giờ có lẽ đã đổi thay, em theo người còn anh hoài mong mỏi. Mây trời cứ để gió khi thổi bay, nhưng riêng tình anh trong năm hề không đổi. Em ơi, đôi mắt anh đã mỏi vì những giai điệu anh tự feel, tìm về nơi yên ấm, tìm về những dấu chân, và vai em là điểm tựa những khi anh mất thăng bằng. Ờ, Tết rồi, bạn có người yêu để ngắm pháo hoa chung chưa? Không, tôi đã có người yêu đâu. Thế bà làm yêu tôi nha. Yêu, ông phạm bà ai. Em yêu anh Duy mới hát nhiều lắm luôn á. Xuyên suốt người đàn bà này cứ mỗi lần là biết xuất phát mình là thấy là đam mình hơn nam nó, nhưng mà kiểu nó là hơn kiểu mình rồi đó. Cứ mỗi lần nói nó kêu là em có vợ cho chị thôi mà. Chị nói những gì cơ? Anh kinh cơ mà hãy là thiếu quá. Chú ơn thực nói. Hôm nay là mùng 1 nè, mùng 1 ở đầu OB quý 3 thì chúng ta có gì anh em nghĩ chúng ta có độ nhẹ nút bấm và công thức dành riêng gì cho máy iPad. Và điều đặc biệt trong clip này đó là dành riêng cho những thiết bị yếu hay mạnh đều có thể sử dụng chung được một cái độ nhẹ nút bấm và DPI ở thời điểm hiện tại luôn nha các bạn. Nhân dịp năm mới đấy thì mình xin gửi lời chúc đến những bạn mà đã theo dõi và ủng hộ mình một năm vừa qua, thì mình chúc gia đình anh em có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nhé. Và chúc cho tất cả các bạn nhận được rất là nhiều lì xì
để ủng hộ DBI và giúp cải thiện kỹ năng của anh em nhiều hơn nhé anh em ơi. Và thôi không lòng vòng nữa, thì trước khi vào vấn đề chính đấy, anh em hãy cho mình xin một team, một follow để giúp mình đạt 100 follow sớm nhất nha anh em ơi. Và đừng quên, những anh em nào muốn những độ nhảy nước bắn của thiết bị anh em đang sử dụng đấy, anh em đừng quên là comment vào cái clip này nha. Bây giờ đấy, anh em nào muốn một cái DBI hỗ trợ anh em tốt hơn về mặt kéo tâm đấy, thì anh em cứ liên hệ BO từ sự kênh nhé. Và ok, chúng ta cùng vào vấn đề chính này. Thì ở phần thu phóng anh em để cho tôi là 8.5, còn sang cái phần mà khoảng chạy tối đa ban đầu đấy, anh em để cho tôi là mát hết và tắt hai phím ở trên. Sang phần di chuyển bắt buộc anh em để cho tôi là 8x nhé. Và phần quan trọng nhất là khoảng thời gian chạm anh em để giúp tôi là nhanh nhé. Và cuối clip chúng ta có đồ nhạy của ba thiết bị, đó là dùng máy iPad Air, dùng máy iPad Gen và iPad Pro nha anh em. Họ lúc nào cũng nói anh là kẻ xấu đó, nhưng mà họ đâu có thấy dáng vẻ của anh lúc yêu em chân thành, trân trọng và đặc biệt là thương em rất nhiều, đúng không? Anh chưa làm gì xấu với em mà. Chị quét gì vậy chị? Chị quét nỗi buồn. Để em quét cho. Muốn em bên anh phải gọi thêm trai, từng hứa bao nhiêu câu giờ cũng không bên nhau. Chẳng biết hôm chia tay em đang ngồi khóc trong bao lâu. Lúc đó đâu càng đắm đâu mà nhìn lại, cố gắng hết bao nhiêu và cùng xa nhau mãi. Mình hát chung khúc này nhé. Đã hơn. Chán cua lắm rồi, chia tay đi. Đồng ý. Ủa, Nhi khoan vậy sao? Sao không níu kéo anh nữa? Nếu như mà anh đã không cho tôi được hạnh phúc á, thì mời anh rời khỏi hàng, để tôi còn thấy được người phía sau. Ok em. Chào anh, người yêu cũ của tôi. Một ngày em đây, cùng em sẽ xưa bước trên đường. Watching, cause it's shocking, crowding, love is
stop, ten songs will stop. And it's time to live my life. It's time to live my life. Wish I could slow down time and just enjoy the fun. Bao nhiêu phong trần ta đã qua, cuộc đời nôi trôi đôi khi ta chìm trong xót xa. Khi ở trên cao cũng có khi đôi chân vấp ngã, nhiều khi khôn khó nhìn lại chẳng còn ai bên ta. Lời nói nhân gian như hoa như lời mây gió bay, vừa cười nói đây xem nhau như tình thân trước này. Từ chẳng đôi tay mới hay ai là người chi kỷ, ai bạn ai bè ai sẽ là người còn bên ta. Gặp giữa nhân gian bao nhiêu người nhưng để gặp được người gọi là anh em, sống chân vẫn sẽ dắt vai cùng nhau, là nhân duyên của cả trăm năm. Vì thế ta phải trân trọng một ngày là anh em, mãi mãi là anh em. Một, hai, ba, đúng, đúng. Nào tình được như cách tôi đổ xăng, nó có là chân tình. Nói về như rap hay là FIFA, không phải lót khi tôi bắt cho màn hình. Tôi đang tới lên nhạc sắp sinh, tất cả nhìn được lập trình. Trên nhạc anh hiện trên truyền hình, làm mặt tôi fan rồi lại tên hình. Sinh hoan yêu của anh đâu rồi? Đây rồi. Treo quấn lôi có thấy bóng em
em ngày đó. Muốn là anh hôm qua, muốn cảm nhận lời em nói theo một cách nôm na. Nhưng mà tất cả nỗi nhớ này để đâu? Em ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu? Em ơi tất cả nỗi nhớ này để đâu?